giải thể thao điện tử quy mô quốc tế lớn nhất. Giải đấu quy tụ hàng loạt đội tuyển mạnh nhất thế giới hiện nay, không bốn đội tuyển xuất sắc sẽ giành vé đi tiếp tham dự vòng bán kết và chung kết từ ngày 17 tới 19 tháng 5 năm tại Đài Loan, Trung Quốc. Giải thể thao điện tử quốc tế 2019, bộ môn liên minh huyền thoại, LMHT, Mid Season Invitational 2019, BSC 2019 là giải đấu do Riot Games sản xuất và được tổ chức thường niên giữa hai mùa giải xuân và hè ở tất cả hệ thống giải đấu LMHT trên toàn thế giới. MSC 2019 là một trong những giải đấu LMHT quy mô lớn thứ hai thế giới. Các đội tham gia giải MSC 2018 đã thu về hơn 1 triệu đô la Mỹ chỉ sau chung kết thế giới hàng năm, giải quy tụ 13 đội tuyển vô địch từ 13 giải đấu LMHT chuyên nghiệp từ 13 khu vực trên quốc gia trên thế giới. Nước chủ nhà Việt Nam có đội phong vũ Buffalo đang đứng trước cơ hội được đối đầu với những đội tuyển mạnh như Flash Group, Đài Loan, Team Liquid, Bắc Mỹ, SKTLECOMT1, Hàn Quốc, Invictus Gaming, Trung Quốc, và G2ESPOZTS, Châu Âu, với chiến thắng trước đội tuyển Vega Squadron, Nga. Trong trận đấu cuối cùng của vòng khởi động, phong vũ Buffalo đã giúp khu vực Việt Nam có tổng cộng 2 đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết thế giới 2019, World Championship vào cuối năm nay. Liên minh huyền thoại là một trong những bộ môn thể thao điện tử phổ biến nhất trên thế giới, thu hút gần 100 triệu người xem duy nhất, Unique Viewers, tại giải cúp vô địch thế giới 2018. Tại Việt Nam, giải đấu mùa xuân 2019 vừa được tổ chức, Việt Nam Championship Series VCS 2019 đã thu hút 38,5 triệu lượt xem với hơn 9,5 triệu giờ xem tăng hơn 35% so với cùng giải đấu năm trước. Theo số liệu của VETV, một kênh YouTube nội dung thể thao điện tử nằm trong top 10. MSI 2019 dự kiến sẽ phá vỡ kỷ lục người xem, ước tính khoảng 65 triệu người hâm mộ. Ngoài các trận đấu được phát trực tiếp trên các kênh được Riot Games cho phép của các nền tảng video trực tuyến, tại Việt Nam, các trận đấu còn được phát sóng trực tiếp trên chùm kênh thể thao của truyền hình các Việt Nam VTV Cab. Phôi Linh